Nhật Bản với vẻ đẹp tự nhiên tinh tế và sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại là một điểm đến lý tưởng cho những người tìm kiếm sự bình yên và thanh thản trong cảnh quan thiên nhiên. Khi bước chân vào vùng đất này, bạn sẽ được chìm đắm trong hình ảnh của những ngọn núi xanh mơn mởn, rừng sâu bạt ngàn với những dòng suối trong trẻo chảy qua và những cánh đồng lúa bát ngát màu xanh mướt. Bên cạnh đó, Nhật Bản còn nổi tiếng với vẻ đẹp của các khu vườn Nhật truyền thống, nơi mà cây cỏ được cắt tỉa một cách tinh tế, tạo ra những hình ảnh độc đáo và thu hút mắt. Những hồ sen bừng nở, những cây hoa anh đào rực rỡ trong mùa xuân hay lá phong đỏ rực trong mùa thu là những biểu tượng không thể không nhắc đến khi nói về vẻ đẹp tự nhiên của Nhật Bản. Ngoài ra, với hàng loạt hồ nước trong xanh như hồ Kawaguchi và hồ Biwa, cùng với những bãi biển trải dài bên bờ biển phía Nam, Nhật Bản còn là một thiên đường cho những người yêu thích hoạt động ngoại khoáng. Bạn có thể tham gia vào các hoạt động như leo núi, thám hiểm hang động hoặc thư giãn trên bãi biển với những người bạn và người thân yêu. Với mọi góc nhìn, cảnh quan thiên nhiên ở Nhật Bản đều đẹp đến ngạc nhiên và đậm chất hòa mình vào tự nhiên. Nếu bạn là người đam mê không gian đẹp, thì Nhật Bản chắc chắn là niềm vui của bạn. Hãy xem video và cùng giao lưu học hỏi bạn nhé. Chúng tôi rất mong được nghe ý kiến của bạn. Rồi, ok, không làm mất thì giờ của bạn nữa. Trước tiên, những cabin mộc mạc ẩn mình bên dốc nhẹ, nằm bên bờ hồ trong vùng Địa Trung Hải, đưa ta vào một thế giới của sự thanh bình và thư thái. Ánh nắng mặt trời mềm mại từ những bức tường gỗ nhẹ nhàng chiếu sáng lên, tạo nên một không gian ấm áp và yên bình. Cánh cửa mở ra, cho phép gió nhẹ từ hồ thổi qua, mang theo hương thơm dịu dàng của hoa cỏ và cây cỏ xung quanh. Tiếng chim hót líu lo từ những cây cối xanh mướt tạo nên một bản giao hưởng tự nhiên, đưa lòng người vào trạng thái thư giãn tột độ. Từ cabin, tầm nhìn mở ra với khung cảnh hùng vĩ của dãy núi xanh ngắt, hòa quyện với sắc xanh bát ngát của hồ nước trong. Ánh nắng chói chang của bình minh hay hoàng hôn tạo ra những bức tranh sống động làm say đắm lòng người. Cuộc sống ở những cabin này đơn giản nhưng đầy đủ. Người ta có thể thư thái với một cuốn sách hoặc ngồi nhâm nhi cà phê trên bến hồ, ngắm nhìn bình minh hoặc hoàng hôn rực rỡ. Mỗi khoảnh khắc đều là một khoảnh khắc trọn vẹn của hạnh phúc và thanh bình. Ngoài ra, đây còn là nơi để cho những thanh thiếu niên live chụp ảnh, những cặp tình nhân hàn huyên tâm sự. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lại.